hôm nay bão mùa đông chết chóc đang di chuyển làm cho nhiều tiểu bang trên hoa kỳ gặp khó khăn cả triệu người trong lúc này trên đường đi về nhà trong ngày lễ bão tiết xảy ra ảnh hưởng năm tiểu bang một phần ở tiểu bang Colorado bị ảnh hưởng nặng nề. Tối ngày hôm nay, tiết rơi hơn 10 in. Ngay bây giờ, tiết còn rơi thêm nữa 6 in. Nằm ở South Dakota, tiết rơi trắng xóa làm cho chính phủ bắt buộc phải đóng cửa đường cao tốc. Gió thổi mạnh xé nát luôn cái cửa gara. Tiết thì đóng đầy trước cửa nhà. Bão tiết này biến thành thảm khốc xảy ra nằm ở Kansas. Một người phụ nữ bên Wichita đã bị chết. Bà ta lái xe trên đường cao tốc không có kiểm soát được tai nạn xảy ra. Còn nằm ở bên Nebraska. Cảnh sát đã lời giúp đỡ khoảng chừng 150 vụ tai nạn đã xảy ra. Cho dù đã kêu mọi người đừng có lái xe trong lúc bão tuyết xảy ra. Đường cao tốc bị chợt, xe container bị tai nạn. Chạy văng qua bên đường. Có nhiều chỗ thì bị kẹt luôn trên đường, làm cho đường cao tốc đóng cửa, dài tiếng đồng hồ. Còn đối với những người đi bằng máy bay cũng bị ảnh hưởng về chuyện này. Ngày hôm nay có hơn 5.000 chuyến máy bay đã chậm trễ. Đó là tại vì nằm dưới hướng đông bắc bị sương mù. 37 triệu người nằm về hướng đông Pennsylvania được cảnh báo. Cho tới Maine sương mù này cũng chịu trách nhiệm cho cả trăm chuyến máy bay đã quỷ bỏ nằm ở Trung Tây. Đó là vào cuối tuần vừa qua. Chậm trễ, chậm trễ, tại vì sương mù sau khi đó là quỷ bỏ chuyến máy bay luôn. Cho dù nhiều chuyện xảy ra trong năm nay, cũng đỡ hơn hồi năm rồi. Thiếu người làm, còn gặp mưa bão xảy ra, làm cho hai triệu người kẹt trên phi trường hồi năm rồi. Hãng máy bay đưa ra chương trình nhận thêm người làm, cả luôn tiếp lãi duyên trên máy bay và những người mà giúp đỡ cho phi trường. Những gì họ làm ngay bây giờ nhìn thấy rất là tốt làm cho những chuyến bay chậm trễ được giảm xuống và quỷ bỏ cũng giảm xuống. Không có thấy người ta bị chậm trễ nhiều rồi cả luôn quỷ bỏ chuyến máy bay nhiều. Cái con số mới của TSA báo cho biết Mới vừa tuần rồi, có khoảng chừng 18 triệu người trên Hoa Kỳ đi trên phi trường. Ngay bây giờ, một số người đang đi trở về nhà của mình hoặc là đi du lịch sắp tới trong ngày lễ New Year năm mới. Theo của TSA, si đoán vào bữa thứ năm và bữa thứ sáu tuần này. Đó là đông người đi nhất trong nguyên năm